quanh Hồ Thiền Quang dài chưa đến 1 km nhưng lại có tới hơn chục màn hình LED như thế này. Sự tùy tiện cả về khoảng cách và vị trí lắp đặt đang ảnh hưởng đến cả người dân và mỹ quan đô thị. Quảng cáo nhiều kiểu tầm nhiều quá thì đỡ khuất tầm nhìn tại vì là xe ở đấy rất là nhiều. Còn đây là hình ảnh quanh Hồ Tây, danh thắng nổi tiếng thu hút rất đông khách du lịch. Thay vì được bố trí hợp lý, hệ thống biển quảng cáo ở khu vực này cũng rất lộn xộn, có biểu hiện vi phạm quy định. Biển quảng cáo quá khổ và lộn xộn treo ở mọi nơi, từ cây xanh, cột đèn đến trụ điện. Tình trạng này đang diễn ra phổ biến trên các tuyến phố, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Trông nó nhếch nhác, trông nó kiểu lụp sụp ấy, mà mất mỹ quan đô thị. Mình thấy là nó không có sự nhất quán, không có sự đồng bộ. Lên xuống ngang dọc không đồng đều thì như thế thì nó sẽ trông không được đẹp lắm. Em nghĩ cũng cần những cái sự quy hoạch cụ thể từ chính quyền giúp cho những cái biển quảng cáo này nó bớt trơ và mất gây mất mỹ quan. Một biển quảng cáo có nhiều cơ quan quản lý. Chồng chéo trong quản lý, không ai chịu trách nhiệm. Chính là lý do dẫn đến những lộn xộn trong bố trí quảng cáo ngoài trời như hiện nay. Riêng phân công ấy đã làm 15 đơn vị khác nhau, gồm các sở ngành và các chính quyền địa phương. Nhưng ngay cách làm như vậy thì chúng ta thấy rằng là sẽ có rất nhiều ngành tham gia và không có ngành nào chịu trách nhiệm chính. Ở đây chúng ta thấy rõ ra là quảng cáo có hai đơn vị chính là Sở Văn hóa và Sở Xây dựng. Sở Xây dựng thì phụ trách cái phần gọi là kết cấu quảng cáo. Sở Văn hóa là nội dung quảng cáo. Tháng 3 vừa qua, quy chế mới quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng. Tuy nhiên, trước tình trạng nhiều doanh nghiệp vẫn vi phạm quy định, cơ quan chức năng cần đề cao trách nhiệm, có biện pháp xử lý kiên quyết với các vi phạm để giữ gìn mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.